Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lanh. Vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc các cái mẫu hoành phi câu đối mới nhất mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong. Đây là bức hoành phi dài 2m60, hàng đặt của khách hàng ở Hà Nội. Và toàn bộ chữ nho là do khách yêu cầu. Hoành phi này chúng tôi làm theo lối cổ. Và hoành phi chia ô, chúng tôi gọi là ô đố, giống như bàn thờ ô sa. Mỗi ô đố này chúng tôi lại thiết kế một bức tranh khác nhau. Đó là đục tứ quý 4 mùa, xuân hạ thu đông. Và phần khung là chúng tôi để trơn. Chúng tôi có vẽ họa tiết hoa văn ở xung quanh, lá tây. Và chữ nho là do khách yêu cầu. Nền chữ là chúng tôi sơn then, sơn đen. Còn phần nền gấm là chúng tôi chặt gấm chữ thập và được thép vàng. Và phần khung chúng tôi sơn son. Bức hoành phi này, bức hoành phi dài 2m6, toàn bộ ván là chúng tôi làm dày 3 phân. Hàng đạt của khách hàng Hà Nội. Và bên trên phần khung đại tự hoành phi là chúng tôi có làm tai là chạm long hóa mai. Và giữa này chúng tôi có đục hoa hồng. Hai cái đầu long thì chúng tôi sẽ gắn rời bên ngoài. Khi chúng tôi hoàn thiện xong, chúng tôi sẽ lắp sau. Công đoạn đây là chúng tôi vừa với phủ sơn nhạt lên để giữ bóng cái bề mặt của vàng. Bộ này là bộ sơn son thép vàng Đài Loan. Các họa tiết hoa văn ở xung quanh phần khung là chúng tôi vẽ bằng bút. Chúng tôi chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái mẫu mã mới nhất mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong để cho quý khách trên thị trường có thể tham khảo. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh thì có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Mẫu hoành phi này là mẫu hoành phi dài 2m6 hàng khủng. Thì làm theo đơn đặt hàng của khách hàng Hà Nội. Và bên trong chúng tôi cũng chạm 3 chữ nho do khách yêu cầu. Quý khách đã gửi về Gmail cho chúng tôi. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cái xưởng sơn son thép vàng của chúng tôi. Rất nhiều đồ khám thờ hoành phi câu đối. Các bạn đang xem đây cũng là một bức hoành phi ván liền tấm và cũng được chạm 3 chữ nho bên trong. Nền là nền gấm thép vàng. Và một cỗ ngai thờ 8 tấc. Ngai thờ 8 tấc này có cái kích thước là cao 75, chiều dài 42 và chiều sâu là 37, vành tai trơn. Cũng là được sơn son thép vàng đi cùng với bộ hoành phi 2m6. Đây là các bác đã đặt cho nhà thờ họ. Chúng tôi liên tục hoàn thiện và lắp đặt bàn giao các cái nhà thờ lớn tại tất cả các địa phương trên toàn quốc. Sau khi sơn son thép vàng thì chúng tôi sẽ phủ bóng một lượt sơn nhật để giữ bóng cái bề mặt của vàng và độ bền được lâu hơn. Ngai thờ này chúng tôi được làm bằng chất liệu gỗ mít ta, mít ăn quả. Phần đầu chúng tôi chạm đầu rồng và phần vành đai là chúng tôi để trơn. Ngai này còn gọi là ngai vách. Khác với cái phần ngai cột tròn. Ngai vách thì thường nó sẽ giá nó cao hơn. Quý khách có thể xem thêm các cái mẫu sản phẩm hoành phi câu đối, cuốn thư khám thờ, tượng thờ tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh trên YouTube. Chúng tôi cũng được biết gần đây nhu cầu khách hàng sắm hoành phi câu đối cho nhà thờ tư gia hay là đền chùa miếu mạo rất là cao. Chúng tôi đáp ứng một tháng ra từ 100 tới 200 bộ hàng mộc bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Trong video này thì chúng tôi giới thiệu các cái sản phẩm chúng tôi đã đi vào quy trình hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao và lắp đặt cho quý khách. Bên cạnh cái mẫu hoành phi này chúng tôi có những mẫu hoành phi lồng cuốn thư. Thì quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Và đây cũng là một mẫu hoành phi nữa, chúng tôi chạm 3 chữ là Phúc Mãn Đường. Chúng tôi vừa mới cầm để chuẩn bị thép vàng. Trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu bức hoành phi chạm 3 chữ Phúc Mãn Đường. Các bộ chữ có thể thay đổi được, đó là do yêu cầu của quý khách, cũng như là các cái họa tiết hoa văn. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để cập nhật các cái video về hoành phi câu đối mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh trong suốt cái thời gian vừa qua. Cảm ơn 8.000 người đang theo dõi cái video của chúng tôi được phát trực tiếp tại xưởng Đồ Gỗ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh cập nhật video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.